Đối với các nhà thám hiểm hay khách du lịch trẻ, họ thường tìm đến những nơi được mẹ thiên nhiên ưu ái, ban tặng hệ sinh thái đa dạng, tuyệt diệu. Và chắc chắn không thể không nhắc đến Úc, một vùng đất phong phú, ngôi nhà của các thắng cảnh tự nhiên, hấp dẫn và là một đất nước được nghĩ đến theo nhiều cách khác nhau, một quốc gia đa văn hóa và chào đón mọi quốc tịch, nguồn gốc và tôn giáo. Ngoài ra, đất nước này còn ẩn chứa vô vàn những sự thật thú vị khác, tạo nên không ít ngạc nhiên cho những khách du lịch Úc lần đầu đặt chân đến lãnh thổ này. Có thể bạn đã du lịch Úc trước đây, nhưng chắc hẳn sẽ có những điều sau sẽ làm bạn bỡ ngỡ đấy. Hãy cùng nhau khám phá những điều thú vị về nước Úc mà không phải ai cũng biết nhé! Đất nước Úc nằm ở bán cầu Nam, nằm giữa, được bao bọc bởi hai đại dương lớn là Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Tuy thuộc châu lục nhỏ nhất, nhưng Úc lại nằm trong top những quốc gia có diện tích lớn nhất thế giới. Đất nước Úc giáp với Indonesia, Papua New Guinea và Đông Timor ở phía Bắc, giáp với quần đảo Solomon, Vanuatu và Nouvelle Caledonia về phía Đông Bắc và giáp với New Zealand tại phía Đông Nam. Các phía còn lại của đất nước Úc được bao bọc quanh các đại dương. Úc là lục địa nhỏ nhất thế giới, nhưng là quốc gia lớn thứ 6 về tổng diện tích. Do kích thước lớn và biệt lập, nên Úc còn được gán cho tên lục địa đảo và đôi khi được xem là đảo lớn nhất thế giới. Bạn sẽ ngạc nhiên khi biết chiều rộng của Úc ngang ngửa với khoảng cách từ thủ đô London, Anh chạy một mạch tới Moscow của Nga. Không phải Sydney, không phải Melbourne, mà Canberra mới là thủ đô của nước Úc, thành phố duy nhất của Australia nằm sâu trong nội địa. Úc là quốc gia có tới 85% dân số sống cách bờ biển trong vòng 50 km, với tổng diện tích khoảng 814,2 km. Năm 1908, Canberra được chọn là thủ đô của Australia trong một thỏa hiệp giữa hai thành phố lớn, lúc bấy giờ là Sydney và Melbourne. Canberra cách Sydney hơn 3 giờ đi xe và Melbourne khoảng 8 giờ. Úc có đường bờ biển dài 34.218 km, chưa tính đến các đảo ngoài khơi, và tuyên bố vùng đặc quyền kinh tế rộng 8.148.250 km2, chưa tính đến vùng đặc quyền kinh tế của lãnh thổ châu Nam Cực thuộc Úc. Bạn phải mất 27 năm trời để đi dạo hết các bờ biển tại Úc. Với hơn 10.000 bãi biển, đất nước này quả là thiên đường cho những ai có niềm đam mê khám phá và trải nghiệm, phải không nào? Thật là kỳ quặc khi ở đất nước mà bạn phải mất đến 27 năm mới đi hết các bãi biển, nhưng hoạt động tắm biển ban ngày lại từng bị cấm. Từ năm 1828 đến năm 1902, nếu bạn tắm biển ban ngày, tức là bạn đã phạm pháp, phải mất rất nhiều thời gian, hoạt động đấu tranh của những vận động viên bơi lội mới được ghi nhận và việc tắm biển trở nên hợp pháp. Có đến 90% dân số tại Úc sống ven biển. Đây là một trong những sự thật thú vị nhất về nước Úc. Nguyên nhân cho điều này là do trung tâm lãnh thổ Úc chỉ có những sa mạc rộng lớn, không thuận lợi cho việc sinh sống và phát triển của người dân. Các thành phố lớn như Perth, Sydney và Melbourne đều là những biểu tượng du lịch Úc nổi tiếng và đều nằm ở ven biển. Bên cạnh các trung tâm chính, có hàng trăm thị trấn bãi biển với quy mô nhỏ hơn, nhưng lại là nơi bạn có thể thưởng thức khung cảnh bình dị bên đường bờ biển nước Úc. Ngoài ra, hoạt động khám phá cảng Macquarie ở New South Wales cùng việc thưởng thức bữa tối sang trọng bên bờ biển cũng tạo nên một trải nghiệm mới mẻ cho khách du lịch nơi đây. Gấp mặt trong danh sách những sự thật thú vị về Úc còn có rạn san hô Great Barrier, một niềm tự hào to lớn của nước Úc, được tạo thành từ gần 2.500 rạn san hô riêng lẻ và có thể nhìn thấy từ ngoài không gian. Great Barrier trải dài một nửa xuống bờ biển phía đông của đất nước. Nơi đây còn được sử dụng để tạo nên một trong những hoạt động dưới biển thú vị nhất khi du lịch Úc là khám phá san hô vàng hoa.
Cairns là thành phố lý tưởng nhất để bắt đầu chuyến du ngoạn rạch rạng san hô. Bên cạnh đó, tại những địa điểm như Townsville, Fort Douglas và bãi biển Ellie đều có các tour du lịch khác nhau đưa bạn đến tận hưởng vẻ đẹp của rạn san hô. Ngoài ra, Great Barrier còn nổi tiếng với hoạt động lặn sâu xuống đại dương giữa những loài cá và rùa đầy màu sắc, đem lại sự thích thú cho khách du lịch đến tham quan nơi đây. Quả nhiên, không hề phô trương khi nói rằng Úc là một quốc gia vô cùng đa dạng khi nơi đây hội tụ rất nhiều nền văn hóa cùng vô số cộng đồng khác nhau trên cùng một lãnh thổ. Bên cạnh đó, nơi đây cũng là nhà của hơn 85% các loài sinh vật trên thế giới, tạo nên một hệ sinh thái đa dạng cho nước Úc. Cùng với những tài nguyên phong phú được thiên nhiên ban tặng và những công trình do con người tạo dựng nên, quốc gia này ẩn chứa rất nhiều sự thật thú vị, tạo nên sự ngạc nhiên to lớn cho bạn bè trên khắp toàn cầu khi du lịch Úc. Khoảng 20% người dân sống ở Úc đã được sinh ra ở nước ngoài và 40% dân số là sự kết hợp của các chủng tộc khác nhau. Người dân đất nước Úc rất thân thiện, văn minh, cởi mở, sẵn sàng chào đón mọi người đến từ khắp mọi nơi trên thế giới như Anh, Ireland, Scotland, Trung Quốc, Ý, Đức, Ấn Độ, bản địa, Hy Lạp, Hà Lan, Philippines, Việt Nam, Lebanon. Cũng bởi vì thế mà hiện tượng phân biệt chủng tộc ở đất nước Úc rất hiếm khi xảy ra. Theo kết quả của một cuộc điều tra dân số tại đất nước Úc, có khoảng 23% dân Úc sinh sống ở nước ngoài và dân Úc có nguồn gốc văn hóa và trồng lại chiếm tới 40%, là một con số rất lớn. Mặc dù tiếng Anh vẫn là ngôn ngữ phổ biến và thông dụng nhất, nhưng ở từng cộng đồng di cư, các ngôn ngữ như tiếng Hy Lạp, tiếng Ý, tiếng Ả Rập và tiếng Trung vẫn được sử dụng thường xuyên. Úc là quốc gia đa văn hóa, không có ngôn ngữ chính thức, nhưng phần lớn người dân Úc đều sử dụng tiếng Anh. Theo cuộc điều tra dân số ở Úc năm 2016, số người sử dụng tiếng Anh ở quốc gia này chiếm tới 73%. Ngoài tiếng Anh, ở Úc còn có thể sử dụng hơn 400 ngôn ngữ khác nhau như tiếng Trung chiếm 2,5%, tiếng Ả Rập chiếm 1,4%, tiếng Ý và tiếng Hy Lạp. Có khoảng hơn 300.000 người Việt đang sinh sống và làm việc tại Úc, trong đó Footscray, Melbourne được xem là thủ phủ của người Việt tại đây. Cuộc sống của người Việt sẽ không quá khác so với ở quê nhà nhờ vào các khu chợ, hàng quán do người Việt mở. Khi sinh sống ở đây, bạn sẽ cảm nhận được không khí quê nhà khi có thể dễ dàng thưởng thức những hương vị quê nhà ngay tại xứ sở chuột túi với những món ăn thân thuộc như phở, bánh mì. Ngoài ra, mỗi năm nước này đều tổ chức những lễ hội lớn để quảng bá văn hóa, ẩm thực, âm nhạc của thổ dân Úc. Vì thế, nếu có dịp đến Úc trong mùa lễ hội, bạn sẽ nhìn thấy những hình ảnh rất khác của xứ sở kangaroo, những hình ảnh đẹp tuyệt vời của nền văn hóa thổ dân. Theo chính sách mới của đất nước Úc, người dân có thể tự do sử dụng bốt điện thoại công cộng miễn phí tại bất kỳ địa điểm nào trên toàn quốc. Tuy vậy, đối với những cuộc gọi ra nước ngoài, bạn vẫn sẽ mất tiền cước phí và buộc phải sử dụng hình thức thanh toán, không có tiền mặt. Melbourne được biết đến là thủ phủ của những mỏ kim loại, đặc biệt là vàng. Tại đây, ngày cũng như đêm, các hoạt động mua bán, khai thác và chế tác vàng, kim loại quý hiếm trở thành hoạt động chủ yếu của cả thành phố. Và chẳng mấy chốc, Melbourne đã trở thành thành phố giàu nhất thế giới ở những năm 1880. Ngày nay, Melbourne gần như là một Athens thu nhỏ với số người Hy Lạp nhiều hơn bất cứ đô thị nào trên thế giới. Điều này được phản ánh rõ ràng nhất qua phong cách đậm chất Hy Lạp ở các nhà hàng tại đây. Theo thống kê, ở Australia có khoảng 60 triệu chuột túi và hơn 100 triệu con cừu, trong khi dân số chỉ gần 25 triệu dân. Sở dĩ như vậy vì nước Úc có đến 2/3 diện tích là hoang mạc, đây là địa điểm cư trú thích hợp của những động vật hoang dã, trong khi dân số nước này chỉ sống tập trung ở một số thành phố lớn. Còn rất nhiều diện tích đất ở Úc chưa có cư dân sinh sống.
270 triệu là số lượng bánh mà Úc tiêu thụ mỗi năm. Chính nhờ con số này mà quốc gia này đã trở thành đất nước tiêu thụ số lượng bánh nhiều nhất thế giới. Điều này lý giải vì sao những món ngon nổi tiếng của Australia đều có liên quan đến bánh như bánh hamburger của Jane, bánh nướng curry xanh, cheese and bacon roll, bánh pavlova. Nếu bạn đã xem bộ phim Australia do hai diễn viên nổi tiếng Hugh Jackman và Nicole Kidman đóng, hẳn bạn sẽ ấn tượng với mảnh đất bụi bặm cùng đàn gia súc khổng lồ. Khung cảnh ấy không chỉ có thật ở ngoài đời mà thậm chí hoành tráng hơn. Ở vùng nam Australia, Enafree được xem là trang trại lớn nhất thế giới với diện tích lên đến 24.000 km2, rộng hơn cả đất nước Israel. Chắc hẳn ai cũng biết rằng ở góc trên bên trái lá cờ nước Úc chính là quốc kỳ của nước Anh. Tại sao trên cờ nước Úc lại có biểu tượng của một quốc gia khác? Có lẽ điều này thể hiện sự trân trọng quá khứ của người Úc. Quốc gia này đã từng là thuộc địa của Anh và có một mối quan hệ đặc biệt với Anh quốc. Có thể người Úc luôn muốn duy trì mối gắn kết bền chặt với đất nước mặt trời không bao giờ lặn này. Màu sắc chủ đạo trên cờ nước Úc là màu xanh nước biển, đơn giản bởi vì Úc là đảo quốc lớn nhất trên thế giới, bốn bề tiếp giáp biển và đại dương. Các ngôi sao trên cờ nước Úc đều có bệ cánh, chúng là những ngôi sao thịnh vượng với bệ cánh đại diện cho 6 bang và các vùng lãnh thổ còn lại của nước này. 5 ngôi sao trắng trên nền cờ nước Úc xếp thành chòm sao Nam Thập Tự, đó là biểu tượng của Chúa Giê-xu lúc người đang bị treo mình trên cây thánh giá để cứu lấy chúng sinh. Bấy nhiêu đó thôi, không cần tìm hiểu về nước Úc quá nhiều, cũng đã thấy được người dân nước này tôn sùng Thiên Chúa Giáo đến mức nào. Ở giữa quốc huy Úc, có thể dễ dàng thấy được tấm khiên chứa 6 huy hiệu quen thuộc, tượng trưng cho 6 tiểu bang của Úc. Đường viền xung quanh 6 huy hiệu biểu tượng cho sự đoàn kết của các bang ở Úc. Và phía trên cùng của quốc huy Úc là ngôi sao liên bang bảy cánh, 6 bang và vùng lãnh thổ, biểu tượng của một quốc gia liên bang anh hùng. Một điểm khiến nhiều người thắc mắc là quốc huy Úc có hình con gì ở hai bên tấm khiên huy hiệu. Con vật bên trái tấm khiên chính là kangaroo hay còn gọi là chuột túi, loài động vật phổ biến và đặc trưng ở nước Úc. Có lẽ vì kangaroo là loài động vật không bao giờ đi thụt lùi nên nó được chọn để làm biểu tượng cho sự vươn lên không ngừng của nước Úc. Với tầm nhìn đó, Úc trong suốt thập kỷ qua luôn tiến về phía trước. Con vật thứ hai xuất hiện trong quốc huy Australia là chim emu. Đây là loài chim không biết bay, có kích thước lớn nhất Australia, sống ở khắp nơi trên lãnh thổ nước này. Đặc biệt, loài đặc điểm này chạy với tốc độ lên đến 50 km/h. Có lẽ vì vậy mà nó được đưa vào quốc huy với ý nghĩa mang đến sự phát triển thần tốc cho quốc gia. Qua đây, có thể thấy người dân Úc yêu thiên nhiên đến mức nào bởi quốc huy của Úc phần lớn là hình ảnh của cây cỏ, hoa lá và động vật đặc trưng của quốc gia này. Đất nước Úc là một trong những quốc gia hàng đầu về những chính sách cho người dân nên thu hút rất nhiều người ngoại quốc đến học tập, làm việc và sinh sống. Điều kiện tự nhiên của Úc nổi bật với nhiều loại địa hình khác nhau. Bên cạnh đó, dân số nước Úc tuy ít nhưng lại có nguồn gốc đa dạng. Chính những điều này đã làm cho xứ sở kangaroo luôn ẩn chứa rất nhiều điều thú vị, không phải ai cũng biết. Hy vọng video hôm nay đã giúp bạn nắm được các thông tin cơ bản và những điều thú vị ở Úc đang chờ bạn khám phá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video hôm nay. Nếu các bạn thấy video này hay thì hãy like, share và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ Ask K-pop TV ra thêm nhiều video hấp dẫn hơn nhé. Mình là Thảo Linh, hẹn gặp lại các bạn ở video sau nhé.